Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Vâng, và hôm nay là ngày 29 tháng 9. Các chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích anh em nhé. Đến từ hàng Nhật bãi nội địa. Lô tổng cộng ngày hôm nay là gồm có 9 con máy cưa xích anh em nhé. À, 8 con máy cưa xích. Và cửa hàng chúng em phân chia theo thành hai hàng nhé. Hàng bên dưới là những sản phẩm máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa, giá cả học sinh sinh viên, để cho anh em là nhu cầu kinh phí thấp, một chiếc máy cưa nho nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình thôi ạ. Thì anh em lựa cho em những cái con hàng bên dưới nha. Còn cái hàng bên trên này là những sản phẩm cao cấp này và những sản phẩm chuyên nghiệp đấy ạ. Nói chung là anh em về sử dụng chuyên nghiệp hoặc là anh em mà muốn một chiếc máy cưa bền, ngon, chất lượng, giá thành thì không quan trọng, không vấn đề đấy ạ. Thì anh em lựa cho em những hàng bên trên anh em nhá. Những hàng bên trên là những sản phẩm mà nòng hệ máy cưa nòng đứng và dòng bãi Nhật. Hôm nay gồm có các thương hiệu như kiểu là Tanaka này, Hitachi này, Tanaka này, đấy, Echo Kioritz này, 3 con này. Và cuối video thì có Stihl anh em nhá. Dòng này là dòng Stihl chuyên để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đấy ạ, Stihl 170. Lâu ngày hôm nay thì em có chèn một con máy mới bán thanh lý cho anh em. Đấy, tổng cộng ngày hôm nay có lô này có 8 con đúng không? Thì duy nhất một con này là con máy mới thôi để cho cả chúng em bán thanh lý. Còn là 7 con máy là con máy cưa bãi anh em nhá. 7 con còn lại là con từ con L2 cho tới con L8 là hàng máy cưa bãi. Đấy, duy nhất con L1 này là máy cưa mới để thanh lý cho anh em nhá. Giá chỉ 1.650.000 này, đã bao gồm phí vận chuyển này, tặng kèm đồ nghề là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh nhá. Và miễn phí vận chuyển cho anh em, bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm nhá. Hàng tới, hình thức mua bán của cửa hàng chúng em thì rất là đơn giản. Anh em yêu, anh em chốt con nào thì anh em chỉ cần xem rõ video ngày hôm nay, rồi anh em liên hệ cho cửa hàng chúng em đặt hàng và để lại thông tin địa chỉ, số điện thoại, thì cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Hàng tới anh em kiểm tra hàng đúng máy quay ở trên video, anh em nhận hàng và đưa tiền cho người giao hàng là được. Đấy, không cần cọc trước, cọc cạch gì cả, rất là mất thời gian anh em nhá. Đấy, đánh dấu ký tự ngày hôm nay là lô chữ L này, L1, L2 và đây là những số này là số giá tiền của cái máy nhá. Đấy, công khai luôn trên video. Và giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em và tặng kèm phụ kiện rồi. Đấy, nên là anh em video trong ngày hôm nay thì có này, có báo giá này, có test nổ máy này và có hướng dẫn sử dụng cho anh em, để cho anh em và nhu cầu sử dụng, để khi mà anh em đặt hàng về thì tránh tình trạng anh em nào mà về sử dụng gia đình lại lựa những con máy to quá, mà về sử dụng to khỏe lại lựa những con máy nhỏ quá thì nó rất là không phù hợp cho gia đình mình. Thì xem video ngày hôm nay để cho lựa chọn rõ ràng anh em nhé. Rồi, đầu tiên là con L1 này anh em. Như đầu video em đã nói, con này thì cửa hàng chúng em thì đang bám với tình trạng là bán xả hàng, bán thanh lý cho anh em. Con này thì rất là to và khỏe luôn anh em nhé. Đây, lấy cái ghế ngồi đã, rồi để quay cho anh em cho nó thoải mái. Rồi, con này thì nó là công suất thì khỏe nhất trong lô máy luôn. Nhưng mà nó là hàng máy mới, giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con này thì để chuyên khai thác được luôn anh em nhá. Khai thác lỗ gỗ lớn luôn đấy ạ. Con này thì về cho anh em đi kiếm cơ mà vô tư luôn này anh em. Công suất của nó lên đến 52cc lận cơ. 52cc cực kỳ khỏe nhá. 52cc là 52 phân khối đấy anh em. Và đường kính chai bít tông là 45mm. Lam của nó thì cực kỳ dài nhá, lên đến 55cm. Đấy, 55cm, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Và hai ốc chân lam, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Máy mới chuẩn đét lên đẹt, đập hộp ra luôn nha, đập thùng ra luôn, chưa hề sử dụng gì cả. Đây anh em nhìn phần lam xích thì anh em biết này. Đấy, nhìn không ạ? Đó. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe. Con này thì chuyên cho để cho anh em về khai thác kiếm cơm luôn anh em nha. Đấy, dây dần này, nhìn không ạ? Nếu mà anh em mà không có điều kiện ấy, thì thay vì lựa những cái con máy mà Nhật bãi mà giá tầm khoảng trên dưới 1 triệu, tầm khoảng giá như thế này đổ về này, và lựa chọn con máy mới như thế này, thì cửa hàng chúng em khuyên anh em là lựa những con máy như máy mới như này hơn. Bởi vì những cái con máy mà hàng Nhật bãi nội địa thì giá mà chỉ 1 củ 2, 1 củ 3, 1 kỷ rưỡi thì nó là những con máy đời cổ rồi. Và khi mà anh em về sử dụng nha, Đến nữa mà hỏng hóc ấy ạ, thì linh kiện mà mua bán cũng như là sửa chữa của những con máy cổ đấy thì nó cực kỳ khó khăn luôn. Đôi khi những con máy mà không có linh kiện thì hỏng cái là có thể vứt luôn cái máy đi rồi, không có thể sửa được nữa. Còn như những cái con máy như thế này thì đến nữa hỏng hóc ấy ạ, thì linh kiện thì mua bán cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Rất là nhiều linh kiện thay thế. Đấy, nếu mà để mà phân vân giữa con máy mà Nhật bãi nội địa và những con máy mới mà giá thành ngang nhau như thế này thì cả chúng em khuyên anh em lựa những con máy mới như thế này hơn, để cho anh em về sử dụng đến nó hỏng hóc thì có thể sửa chữa nó được dễ dàng. Đấy, còn để mà anh em mà sử dụng những con máy Nhật bãi thì đến nó hỏng thì anh em cực kỳ khó khăn để sửa chữa anh em nhé. Đấy. Và đây là những cái con máy Nhật bãi này, qua con L2 anh em nha. Con này thương hiệu Tanaka, công suất của nó là 33cc. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho anh em. Đấy, núm bơm xăng phụ. Và phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này anh em nhé. Bên trên là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Đây. Đấy, bôi trơn làm xích. Con này thì cho anh em về cắt khung gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại anh em nha. 20 đến 25cm đổ lại. Lam xích của nó dài lên đến 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích nó là xài xích mini cho anh em về sử dụng này. Đấy, giá là 1.950.000. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại thôi anh em nha. Đấy, anh em cân nhắc về sử dụng, nếu mà phù hợp với gia đình mình thì có thể lựa những cái con như thế này. Đây, ốc ác anh em nhìn, ốc bổi màu luôn anh em nha. Chưa có tình trạng tháo ráp hay vặn gì cả. Đây, anh em nhìn từng con ốc ở bên trong này, cực kỳ đẹp. Rồi, đặt tiếng nổi cho anh em nghe. Những cái dòng này là hệ máy cưa tay dài đời cao anh em nhà, để chuyên cho anh em về phục vụ cắt củ cái này, hoặc là đi làm vườn làm rẫy cần một chiếc máy cưa nhẹ nhàng thì con này thì rất là phù hợp đó. Và cái hệ này nó là hệ đời cao chứ không phải hệ đời cổ anh em nhá. Thì đến nữa anh em có hỏng hóc như lấy con như thế này này, thì đến anh em hỏng hóc thì mua bán thì linh kiện của nó thì nó cũng rất là nhiều nên là anh em không phải lo anh em nha. Đó, và sửa chữa thì cực kỳ dễ dàng luôn. Nó sửa chữa thì rất là tiện lợi và dễ dàng sửa chữa. Anh em cầm ra thợ là sửa là có là ok luôn. Rồi qua con L3. Con này thì đang đến từ thương hiệu Hitachi này anh em. Hitachi, cái phần tem của nó thì nó cũng đang bị bay màu thôi. Còn máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ hay làm gì cả anh em nhé. Hàng nói chung là hàng Nhật bãi, mà quan trọng là bên trong có như thế nào thôi đúng không anh em. Còn bên ngoài thì khi những cái phần tem này thì nó không có vấn đề mấy. Đấy, con này hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 10 anh em nhé. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm, xích sử dụng xích mini này anh em. Giá 1.900.000. Công suất của con này là 30cc cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại thì con này được xử lý ok. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe. Hitachi này thì cái vòng tua của nó thì nó được thiết kế, cái bô của nó thì nó cực kỳ thoáng máy, nó không giống như cái con hệ máy Tanaka này anh em nhá. Cái phần bô này được thiết kế cực kỳ thoáng máy nên là khi nổ ấy anh em nghe tình trạng máy nó có phần khỏe hơn, nhưng mà công suất con này thì nó lại khỏe hơn này anh em nhá. Đó. Phần đổ này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích này, phần này đổ xăng pha nhớt này anh em. Công tắc ở dưới này đây, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Con này thì sử dụng cũng dễ dàng không? Đấy, khi mà hàng tới anh em nhận hàng thì anh em chỉ cần kéo e này ra, anh em giật cho em tầm khoảng 2 đến 3 cái cho máy nó nổ cái e một phát. Đấy, rồi anh em đẩy e vào, anh em giật thêm cái 2 cái nó sẽ nổ anh em nha. Và công tắc thì anh em nhớ bật lên là được, anh em đừng gạt xuống này, gạt xuống thì nó sẽ không nổ được đâu anh em nhá. Gạt lên là nổ luôn. Đấy. Rồi, đến con L4, con này mang thương hiệu cũng dòng Tanaka, cũng là thuộc hàng Tanaka sản xuất anh em nhé. Cái này thì nó chuyên về hàng Nhật nội địa, đôi khi cái phần tem này của nó này thì nó không có chữ rồi, nhưng toàn chữ Nhật thôi anh em. Công suất của con này là cũng là 30cc, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. giá 1.950.000. Làm của nó là cũng là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Hệ máy cưa tay dài cho anh em và đời cao, dễ dàng sửa chữa anh em nha. Vẫn là hai ốc trần lao, bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Đấy, còn tình trạng cũng là liền mạch, không có bể vỡ gì cả. Nòng bạc, bao zin nguyên bản cho anh em từ A tới Z luôn. Anh em không phải lan tan anh em nha. Vẫn là đổ xăng ở bên trên này, còn đổ nhớt, chơi làm xích thì ở bên dưới. Cái này là xài xăng pha nhớt anh em nhá. Khe gió tự động thì ở đây, công tác thì ở đây. Đấy, con này thì về nhu cầu cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại thì con này thì xử lý ok. Đây toàn từ con L2 này, L3 và L4 đều là những cái con mà hãy cưa hệ đời cao anh em nhá. Để cho anh em về sử dụng ấy ạ, thì đến nữa sửa chữa thì nó rất là dễ dàng cho anh em về phục vụ sửa chữa luôn. Linh kiện thì nó kiếm thì nó cực kỳ dễ dàng, nó không có những cái giống như con máy mà đấy cổ. Rồi và bây giờ qua là những hàng bên trên anh em nhá, những sản phẩm mà có phần cao cấp hơn. Hệ máy cưa nòng đứng đầu tiên là một con máy cưa Kioritz CS300. Công suất của con này thì cũng nhỏ nhỏ thôi, 30cc, để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại anh em nhé. Lam của nó là 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích là xài xích chung 91 nha, chứ không phải xích mini. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Dùng chung xích với máy cưa điện đấy ạ. Mua bán thì hầu như chỗ nào cũng bán thôi. Do này xích của nó là nguyên zin của nó là xích Oregon nhá. Đấy, Oregon. Nguyên zin của nó luôn, làm Echo Kioritz này, mà chữ thì nó bị mất rồi. Còn máy con này tình trạng khá đẹp luôn anh em. Có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đây, núm bông sang phụ này, hai ốc chân làm nhá, cực kỳ chắc chắn nha. Kioritz anh em nhá. Đây, mặt tiền của nó đây. Đấy. CS300 sản xuất tại nhà máy Yamabiko. Con này thì giá của nó là 2,4 triệu. Đầy đủ cho anh em nhá. Con này thì công suất thì để cho anh em phải cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại. Nhưng mà con này thì cái vòng tua trong cái máy nó to xác như thế này thôi, nhưng mà vòng tua của nó thì 30cc thì nó sẽ giúp cho anh em ấy ạ, nó cực kỳ bền bỉ luôn. Nếu mà anh em xài con này thì quá là bền luôn anh em nhá. Con này thì về anh em cam kết cho anh em xài nó phải trên dưới 5 năm. Đấy, thắng xích khóa xích này, sử dụng đầy đủ cho anh em luôn. Và dòng này linh kiện thì nó cực kỳ dễ kiếm luôn anh em nhỉ. Dòng này nó hệ đế cao nên là rất là nhiều, còn nhiều phụ tùng bên trong của nó đây. Cam kết chuẩn zin đét đẹp hết anh em nhá. Điện zin này, nòng zin này, bình xăng con này, nguyên zin này hết anh em. Đấy. Ráp lại rồi ra test nổ cho anh em nghe. Con này thì nếu mà để mà nhu cầu anh em về sử dụng gia đình mà kiếm một chiếc máy cưa mà bỏ ra khoảng 2,4 triệu ấy thì nó cũng chỉ ngang với một con máy Trung Quốc thôi. Nhưng mà con này thì nó xài đến cực kỳ bền nha. Nếu mà nhu cầu anh em về cắt củi linh tinh nhá, cắt củi hoặc là làm vườn làm rẫy thôi á, thì con này thì nó cực kỳ phù hợp luôn anh em nha. Bền nữa. Đấy, dàn không? Đó, rất là dễ nổ. Tăng cái xì bo luôn anh em. Đó, anh em leo qua. Để ra tay anh em. Đó. Cực kỳ nhanh nổ luôn anh em nhá. Phần nắp đỏ này là đổ xăng pha nhớt và nắp đen này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Đó, anh em mà nếu mà nhu cầu về phục vụ sử dụng gia đình cần một chiếc máy cưa mà chất lượng bền bỉ thì con này rất là phù hợp nhá. Tiết kiệm nhiên liệu này, con này nó thiên về tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ cho anh em. Rồi cái vòng tua của nó thì sẽ không cao, Vòng tua của nó thì nó chỉ vừa vậy thôi, nên là nó cực kỳ bền và chất lượng cho anh em. Rồi lại đến một con máy cưa V3002 dòng thương hiệu Kioritz, dòng này là dòng Echo anh em nhé, Echo Kioritz. Và con này thì cả chúng em bán khá là nhiều rồi. Nếu mà anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha, thì con này thì nó cực kỳ chất lượng luôn. Dòng này dòng V3002, công suất của nó là 34cc anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy không ạ? 34cc này. Cân nặng đầu máy không là 4,5kg này anh em. Đó. Còn cái này là 97,3 decibel là cái tính nổ của động cơ. Và lam xếch này anh em nhìn không, còn chữ nguyên nha. Dòng này là dòng sưu tầm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, những cái con này thì nó như kiểu sưu tầm cho anh em luôn rồi. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng phím 10 này. Giá cũng chỉ cực kỳ hạt rẻ 1650. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Đấy, con này lam là 35cm, phần mặt cắt là còn 30. Xích là xài xích chung 91. Xích này thì dùng chung với sản phẩm máy cưa điện anh em nha. Đấy. Làm xích nguyên zin của nó luôn đấy nhá, chứ không phải là hàng lô hàng giếc gì đâu anh em. Rồi giặt test nổ cho anh em nghe nha. Con này thì về cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Khúc gỗ đấy ạ. Cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhé, anh em nhìn này. Đây, hơi cực kỳ chắc luôn nha. Nhấc nguyên cái cây máy mà hơi nó không có tình trạng mà bị nhẹ luôn. Và con này thì hệ đẩy cao có xả áp cho anh em. Hệ đẩy cao có xả áp, máy móc thì cam kết chuẩn zin đét đẹp. Nếu mà anh em nhìn thấy một linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa cả, chúng em xin phép là đền 10 lần tiền cho anh em. Cứ như kiểu con này là 2.650 thì nhân x10 lên, cả chúng em đền bù cho anh em luôn. Made in Japan này. Đấy. CSV3002 sản xuất tại nhà máy Kioritz. Đấy, dòng V3002 anh em nhé. Vâng, còn nếu mà anh em mà thấy mà V3002 mà nó vẫn chưa đủ tầm cho anh em thì có một con V3007 cũng đến thương hiệu Echo Kioritz. Con này thì công suất của nó lên đến 35,8cc, là làm tròn thành 36cc luôn anh em nha. Con này thì về cho anh em khai thác tầm trung là ok luôn này anh em. Tích hợp luôn này. Theo máy là một cây lam latin luôn anh em nhé. Theo một cây lam latin. Xích là xài xích mini cho anh em. Đấy. Theo máy là đặc biệt một cây lam latin cho anh em, chứ không phải là lam nhông hay là mấy gì á, lam nó là lam latin luôn ạ. Giá 2,8 củ khoai cho anh em. Đấy, 2.800.000. Miễn phí vận chuyển, tặng kèm phụ kiện bảo hành lên đến 6 tháng và không cần cọc trước, hàng tới nhận hàng kiểm tra đúng máy trên video nhận hàng. Đây. Con này thì cái phần tem ở đây các bác nhìn có rõ. Đấy, 35,8cc này. Cân nặng đầu máy không là 3,9kg. Đấy. Con này thì công suất thì cực kỳ lớn nữa rồi. Về để chuyên khai thác tầm trung anh em nha. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 30 đến 35cm đổ lại, đường kính khúc gỗ anh em nhá. Và con này thì có xả áp ở đây, giật rất là nhẹ nhàng. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn, chứ không phải là bị mất gì anh em nhá. Em thì thầm mùa thu cho anh em luôn nha. Đây, phần mặt tiền của nó đây. Máy móc không có tình trạng bể vỡ gì cả, bể vỡ dàn áo hay làm sao cả. Liền mạch, hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 13 này. Lam của nó lên đến 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm anh em nhé. Đâu con này phần mặt cắt là còn 40cm anh em. Phần mặt cắt là 40cm, lam dài 45cm anh em nhé. Lam dài tổng thể 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm. Đấy. Dòng này nó là dòng lớn mà để chuyên khai thác mà anh em. Công suất của nó là 36cc, nó chuyên về sử dụng khai thác tầm trung đấy anh em. Về anh em cắt keo, cắt tràm hoặc là về những cắt những đường kính gỗ lớn đấy. Cầm một chiếc máy cưa mà đi kiếm cơm thì con này khá là ok này anh em. Giá thành thì nếu mà anh em không quan tâm mà đến cái chuyện mà giá cả giá bao nhiêu ấy thì con này thì xài rất là thích hợp. Rồi cuối cùng là một chiếc máy cưa Stihl MS170C, giá 3,2 triệu. Đấy, dòng này là dòng Stihl 170 chuyên về sử dụng gia đình nha. Nòng của nó lên đường kính chai bít tông 37mm. Công suất của nó là 32cc, 31 mấy cc, làm tròn thành 32 anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Con này thì nói chung là nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha anh em nha. Cắt gỗ cho anh em đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại. Nhưng mà nó về nếu mà anh em nhu cầu mà sử dụng chuyên nghiệp, sử dụng cả ngày thì con này thì anh em nên lựa những cái con như thế này anh em nhé. Bởi vì nó chịu nhiệt được tốt. Lam của nó là lam này là bao nhiêu đây? Lam này là như là chắc là 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích là xài xích chung 91 nhá. Lam xích vẫn là nguyên zin của nó luôn. Đây, áo chân lam này. Và cái thương hiệu này thì có lẽ là rất là nhiều các bác biết về cái thương hiệu này nữa rồi. Em không nói nhiều về cái thương hiệu này nữa nhá, bởi vì nó quá là nổi tiếng rồi đúng không anh em? Nó được sản xuất tại Đức và nó là hàng bãi Nhật nhập về anh em nha, chứ không phải là hàng Trung Quốc anh em nha. Đấy, dòng này là dòng bãi Nhật đấy ạ. Nhưng mà sản xuất, con này sản xuất được sinh ra và sản xuất tại Đức. Đấy, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Giá 3,2 triệu. Đây, qua bên trong cho anh em nghe xem. Đó, anh em nhìn đúng không ạ? Tất cả chuẩn zin đét đẹp cho anh em nha. Đó, con này thì về nó thiên về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Nếu mà anh em nào mà về sử dụng nhiều ấy, mà sử dụng gia đình thôi, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại thôi thì con này thì xử lý nhá. Khi cứ bảo là cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, nhưng mà ở chỗ em ấy, khách người ta còn ráp cả 55 về 50cm đến 55cm về xài, con này thì đều kéo ok luôn anh em nhé. Đấy, nhưng mà nhà khuyến cáo thì chỉ cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại thì ngon. Nhưng mà nếu mà con này chịu tải tốt thì anh em về ráp làm dài hơn xài vẫn ok luôn anh em nhé. Ở chỗ này thì ở quanh cửa hàng chúng em đây thì người ta sử dụng thì toàn sử dụng kiểu vậy không ạ, nhưng người ta cũng không có xài kiểu nhỏ như thế này đâu ạ. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã ra test nổ cho anh em 8 con máy cưa xích. Anh em nào mà ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nha. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.